Chào tất cả mọi người nha, chúc mọi người một buổi sáng vui vẻ. Thì đây là cái khu vườn của nhà em, một cái khu vườn mà chiêu chiêu sau mỗi ngày đi làm về là hai vợ chồng đều ra đây hóng gió, ngắm cây ngắm cối. Đấy. Nhưng mà trồng mấy cây như này thì ở đây đồng không mông quạnh nên rất hay có hiện tượng bị chuột cắn phá. Video này em sẽ quảng cáo cho các bác cái loại thuốc diệt chuột thế hệ mới này. Đây. Cái này thì nó rất hay. Nó không cần phải lấy gạo hoặc là lấy bột mì hay lấy bánh mì ra để trộn. Cái này thì nó đã làm cái dạng viên sẵn như thế này rồi và diệt chuột ngay luôn. Không cần phải trộn với gạo như các loại cũ trước nữa. Mà cái loại này thì theo quảng cáo nó thân thiện với con người hơn, chẳng hạn ví dụ như trẻ con nó có ăn phải thì mình cũng có thể điều trị được chứ không có tèo luôn như là mấy cái loại cũ kia. Đây các bác ơi, cái nhãn hiệu bao bì của nó dưới có một cái vệt màu xanh. Còn cái vệt này là ý nghĩa là như nào các bác có thể search trên Google các cái gói thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật các thứ nhá. Nó có những cái vạch chia theo màu ở dưới này. Đấy thì các bác search Google đi, em lại quên mất rồi. Nói là nó an toàn với người vậy thôi nhưng mà các bác vẫn phải cất cái loại này kỹ nhá, cất cẩn thận nhá. Tốt nhất là đừng để trẻ con nhìn thấy bởi vì các bác nhìn này nó giống cái viên kẹo cực luôn. Nó bé tí, nó chỉ bằng cái ngón tay cái thôi. Y như viên kẹo vậy, trẻ con chắc chắn là nó rất dễ nhầm lẫn. Mình phải cất cẩn thận nhá. Đây, cái thuốc này là thuốc Storm nhá. Storm. Mình nhiều chuột lắm. Bình thường các bác chỉ cần đây. Bình thường nếu nhà các bác ít chuột đấy, chỉ có khoảng 4-5 con đấy, thì các bác mua một cái gói này. Thì trong cái gói này nó đã có 20 viên rồi. Đấy, các bác về các bác đánh thoải mái không hết, các bác lại cất cái gói này đi. Của nhà em nhiều quá nên em mua hẳn cái hộp to này để cho nó có 5 gói 100 viên luôn để em đánh dần dần. Thì bây giờ em mua đấy, giờ dùng hết 3 gói rồi, giờ còn có 2 gói thôi. Thì cái loại này nó rất là hiệu quả nhá. Đây, sản phẩm của Cộng hòa Liên bang Đức luôn, hàng nhập khẩu. Đây. Hàng nhập khẩu. Đấy, các bạn nhìn nó giới thiệu đây này, khi ngộ độc này. Dính vào da thì phải rửa với xà phòng, dính vào mắt thì rửa mắt này. Còn đặc biệt nếu mà ăn phải thì uống vitamin K1 đây nhá. Đấy, trẻ em gia súc chó mèo đấy ăn phải bả cái này thì rất dễ giải độc. Ví dụ ăn phải bả cho uống vitamin K1 là xong. Còn như mình em dùng em chỉ cắt một tí đầu này thôi này, xong em đi em nặn ở các cái chỗ mà chuột nó hay đi. Đây thì cái loại này em mua lâu rồi nhưng em phải thử nghiệm đã, 3 gói rồi nhưng mà chuột nó toàn là đi đâu nó chết đấy. Đấy, hôm nay ra phát hiện một cái con bé xíu này đang làm ngoằm củ tỏi ở đây này. Thế nên mới có cái tài liệu để làm video cho các bác xem đấy, rất hiệu nghiệm nhá. Con này mẹ nó ăn của em một gói luôn đấy. Ăn một gói nó mới chết. Bình thường nó chỉ ăn 1-2 viên là nó chết rồi, nhưng mà hôm đấy em đánh 1-2 viên xong là em để nguyên cái gói này, em để trên đây. Đây, để trên cái chỗ sau cái điều hòa này. Thế hôm sau xuống thấy tung tóe hết ra đây, mỗi viên nó gặm một nửa. Thế nào mà nó lại trèo lên được trên này, nó tài đấy. Đằng này mẹ không chở họ hàng hốc chuột ở đằng sau này đấy, bởi vì xung quanh đây đồng không mông quạnh luôn đấy, bên trái bên phải đều đồng không mông quạnh. Thế nên là mình mới phải bảo vệ cái khu vườn này của nhà mình thì mình phải dùng cái loại này đấy các bác nhé. Link mua hàng thì em để ở dưới comment nhé. Đây, cái này nó chết sau 3-5 ngày nó mới chết do sốt huyết nội tạng. Đấy, nó chết hơi lâu các bạn. Bình thường hình như cái loại thuốc kia là uống và phát khoảng 1-2 tiếng sau ấy là nó chết luôn. Nhưng mà cái này tận 3-5 ngày sau chết nên đâm ra là hơi tốn mồi đấy.
Mỗi ngày em rắc một viên, mỗi ngày em rắc một viên đấy, ra thấy hết lại rắc. Ra đợt vừa rồi rắc xong sơ ý để nguyên cái gói thuốc đây là nó xé ra nó ăn hết luôn. Rắc từ tận 3-4 hôm trước nay mới chết đây. Các bạn nhá, tôi sửa tóm nhá, link mua hàng em để ở dưới phần mô tả, phần comment nhá. Bác vào mua ủng hộ em nhá. Con này chết người vẫn còn mềm các bác ạ. Đã chứng tỏ là mới chết tối hôm qua thôi, mới chết đêm hôm qua người vẫn còn mềm. Rồi tiện vòng nhá. Đầu thai làm cái kiếp gì sang năm đầu thai làm con mèo tao còn thích. Cho mày đầu thai sang kiếp khác.